mùa xuân 1973 tại Hà Nội đã diễn ra cuộc diễu binh nhục nhã chưa từng có trong lịch sử của quân đội viễn chinh xâm lược Mỹ. Đây là những tên ăn cướp thuộc tất cả các binh chủng trong hải lục không quân Mỹ bị bắt trên cả hai miền đất nước ta, được nhân dân ta khoan hầm, tha tội chết và thả cho về với gia đình. Cướp giờ đây có vẻ cũng hiền lành ngoan ngoãn lắm, nhưng mỗi người dân Việt Nam sẽ chẳng bao giờ quên được chính những thằng Mỹ này đã xông vào đất nước. You come out one at a time when you hear your name mentioned. John Herbert Nesmith Jr. Hubert Kelly Presser. Joseph Tractor Jr. Herbert Benjamin Ringo, Michael Christopher Lynn, Jim Robert Burkett.
can't thank you enough nor express the gratitude that we feel. The doctors and the nurses, all of you wonderful people that have called and sent messages, all the wonderful children, it's just too much to understand. And we thank you with all of our hearts.